kênh YouTube. Thì ở đây có những kênh chủ đề chẳng hạn giống như Lâm Tình, thì mình nên đề cập những cái video của mình về vợ chồng hoặc là những cái mà bikini. Bikini này thì thường thì làm kênh TikTok mà để xây dựng kênh như vậy á thì nó sẽ hay bị lỗi và bị hạn chế, chẳng hạn giống như là Facebook này sẽ khóa, nhưng mà ở đây tôi sẽ có những cách để cho tất cả cả nhà cô chú chị ở đây lách lách luật, gọi là lách luật của TikTok, là mình sẽ không bị khóa video đó. Thứ hai là làm người, chủ đề làm người, tức là mình triết lý hay về cuộc sống. Thông thường là chủ về chủ đề làm người này thì mình có thể là bán sách, nếu mà làm kênh TikTok Việt, hoặc là làm bằng con AI, nói về triết lý hay về cuộc sống, nhân quả, quy luật, bài học trường đời. Thứ ba là làm bếp, nhưng mà mình làm bếp hoặc là thích ăn đồ ăn á, thì mình trong những video của mình thì mình chia sẻ những cái dạy nấu ăn có ngon mỗi ngày, nấu ăn cân bằng dinh dưỡng. Thì mình có thể bắt đầu từ con số 0, là từ làm bếp này cũng rất là hay, tại vì cái những video là nấu ăn á thường hay rất là dễ lên được xu hướng và không bị hạn chế ở trên TikTok. Thứ tư là làm đẹp, cách chăm sóc da. Thì làm đẹp ở trong video của mình phải có cách chăm sóc da, trị mụn trị nám, này là chuyên về bán mỹ phẩm. Và làm con thì mình phải là nói những cái đạo lý hiếu đạo, nói về cha mẹ, thông điệp nuôi dạy con hoặc là Phật pháp. Thì này nó sẽ là bao gồm, và những cái video này cũng thiên về mình không có dạng được nội dung, hay là mình có thể mình lên nói không được rõ ở trên TikTok, mình không được dạng, thì mình cũng có thể sử dụng bằng con AI. Mà AI sắp tới đây thì tôi sẽ hướng dẫn cho tất cả cả nhà mình làm một con AI chuẩn đẹp, để mà có thể sử dụng làm những cái chủ đề như vậy. Và thứ sáu là làm tiền, tức là kinh doanh. Mình có thể mà gọi kinh doanh chẳng hạn giống như là KTV, hiện tại bây giờ cũng đang có một số kênh để mà chia sẻ về kinh doanh và chia sẻ về giao giá trị và kinh doanh tỉnh thức. Mình trong những cái video này thì tất nhiên là phải có mở bài đăng bài và kết luận, tức là mình sẽ có tiền và sau đó mình sẽ đầu tư và vỡ nợ trả nợ, và sau cùng là mình phải kinh doanh tỉnh thức và kiếm tiền lại, thì mình có thể làm kênh chủ đề về làm tiền. Thứ bảy là làm kênh sức khỏe. Thì thông thường làm kênh sức khỏe này nó cũng là một hot ở trên xu hướng của TikTok. Thì chủ yếu những video của mình là nói về cách ăn uống đúng cách, dinh dưỡng, yoga, tập thể dục. Và làm thứ tám là làm trend. Cái này thì mình phải dạng ở trên TikTok thì mình mới đu theo cái trend này được, làm cái số 8 chủ đề số 8 này được. Và còn rất là nhiều chủ đề để mà cho cô chú anh chị tham khảo thêm khi mà tham gia vào cộng đồng KTV. Thì tôi sẽ là người hỗ trợ cho tất cả các cô chú chị, và cùng với ban phụ sự hỗ trợ cho tất cả các cô chú chị để làm những cái video thật là hay và hấp dẫn. Rồi tiếp đến những cái mà mình cần làm là cấu trúc video phù hợp với xu hướng. Thì thứ nhất là mình nếu như mà mình làm kênh Việt, nếu như mà mình làm kênh Việt thì mình chỉ thông thường nó sẽ có một kênh kênh Việt, gọi là kênh Việt kênh Mỹ. Kênh Việt thì mình chỉ có bán được TikTok Shop, tức là xây những cái chủ đề mình bán TikTok Shop, thì mình nên làm video từ 30 giây đến 60 giây. Thì để cho khán giả của mình á xem á, họ xem hết video nhiều hơn, thì lúc đó TikTok nó sẽ đề xuất cái video của mình lên xu hướng cao hơn và tiếp cận được nhiều khán giả của mình hơn. Hoặc là mình có thể làm kênh Anh Đức Mỹ, những kênh đó là những kênh kiếm tiền từ video. Rồi thứ hai là mình làm video chèn chữ cho có ấn tượng và kích thích thị giác. Thì cái video nãy tôi có làm cái video demo, tức là chạy cái logo của mình, chạy cái bản quyền của mình ở trên cái video của mình luôn. Thì video đó ít ai có thể copy được từ cái video của mình, các phiên bản của mình. Và thứ ba là thêm nhạc hot trend, tức là những cái nhạc ở xu hướng hình thành ở trên TikTok á, mình có thể lấy những cái nhạc này để mà mình làm ra những cái video của mình theo cái nhạc đó, nhưng mà không cần phải nhắn vào ở trong cái nhạc xu hướng đó, mà mình thêm trực tiếp lưu video đó về và thêm trực tiếp vào cấp kết. Thì tí nữa tôi sẽ hướng dẫn cho tất cả cả nhà là bằng hình thức này để thêm nhạc chèn nhạc vào.
Thứ tư là hợp tác, cái hợp tác chủ đề liên quan này nó rất là quan trọng. Khi mà cả nhà mình đăng bài, khi mà cả nhà mình đăng bài lên thì hợp tác cho nó đúng, làm sao cho đúng chủ đề. Chẳng hạn là cả nhà mình làm kênh ăn uống mà đi hợp tác mỹ phẩm thì chắc chắn là cái video đó của mình sẽ không ai xem rồi. Cái này tí nữa tôi sẽ hướng dẫn cụ thể thêm về cách hợp tác cho nó đúng tệp. Vậy là có nhiều cái hợp tác đó sẽ có nhiều view để cho mà nó đề xuất cái video của mình theo cái tệp hợp tác đó. Rồi thứ năm là một ngày mình đăng tối thiểu là từ 3 video cùng một lúc, full 8 video một ngày nếu có thể. Ngoài ra mình cũng có thể full 8 video ở trên điện thoại của mình, rồi mình có thể đăng thêm 10 video ở trên kênh ở trên bằng sử dụng bằng máy tính, tức là mình có thể đăng nhập bằng TikTok của mình trên máy tính. Thì những cái mà phủ video này á, những cái mà phủ video này là tập trung cho những kênh mà mình đổi chủ đề. Thứ nhất mình đã có kênh sẵn, và thứ hai kênh đó nó bị flop hoặc là zombie, thì mình có thể phủ lên hết 18 video một ngày, phủ trong vòng khoảng chừng 3 ngày thôi thì kênh mình sẽ lấy lại được tương tác. Rồi thứ sáu là mình đi tương tác. Khi mà mình đăng bài xong thì tất nhiên là mình muốn họ tương tác mình, thì điều đó là điều tất nhiên. Mình muốn họ tương tác mình thì mình phải đi tương tác với người khác, cũng giống như là mình follow người khác và theo đúng chủ đề kênh của mình đang xây, và không đi chẳng hạn như mình xây kênh về đá banh, hoặc là mình xây kênh về chủ đề về ăn uống đi, mà mình lại là đi tương tác những cái chủ đề đá banh hoặc là những cái chủ đề phim ảnh, thì cái kênh của mình lúc nào thì cũng hiển thị lên là những cái đá banh hoặc là phim ảnh, chứ không nó không hiển thị lên chủ đề ăn uống như mình đang xây. Thì cả nhà mình cũng có thể lưu ý cái phần này. Rồi luôn tìm và xem video cùng chủ đề mình đang xây đó, như tôi đã nói. Khi tương tác thì làm đủ 5 bước, tức là khi cả nhà mình tương tác thì mình chủ yếu nhất là mình làm đủ 5 bước như sau. Khi mình xem rút vô cái video đó thì mình xem hết video đó, và sau đó mình like và comment thật dài, comment thật hay và dài, cộng với lưu lưu video đó lại và sao chép liên kết và đăng lại. Thì những cái này là những cái quan trọng nhất khi mà mình đi tương tác với video của người khác. Chứ còn mình lướt qua mình nhắn tin thì kênh kênh đó TikTok nó sẽ đánh giá mình là zombie, mình là robot, mình không phải là người thật. Cho nên cả nhà mình cũng lưu ý cái phần mà đi tương tác bài viết của người khác, chứ đừng lướt qua thấy xem mới được 2-3 giây cái mình like vô, cái mình lướt qua cái bài khác, là cái đó nó sẽ TikTok sẽ đánh giá kênh của mình. Rồi sai lầm khi xây kênh. Khi cả nhà mình xây kênh á thì cái sai lầm chỗ này là cả nhà mình mới vừa đăng lên 2-3 bài, cả nhà mình thấy không hay thì cả nhà mình lại xóa đi, thì kênh đó chắc chắn rồi, coi như là cũng được gọi là kênh bỏ, hoặc là mình có thể là nói là xây lại từ bước từ số 0. Tức là từ số 0 là mình phải xây ít nhất mà phủ video như tôi đã nói là vlog thì 18 video một ngày. Nhưng mà riêng về cái xóa cái bài TikTok của mình á, cái kênh TikTok của mình coi như với đô thì kênh đó là coi như là gọi là kênh bỏ rồi, đô sẽ không làm những kênh như vậy. Và nếu mà muốn có làm lại á, thì vẫn làm được, nhưng mà mình phải kiên trì cộng với lại thì mới bằng kết quả. Thì kết quả của nó thì cũng phải ít nhất là phải 1 tháng đến 2 tháng thì kênh mình mới về lại tương tác từ lúc ban đầu. Và thiết kế video video bằng cách kết dạng chữ giống như hồi nãy tôi đã có lên video cho cả nhà xem. Rồi mình sẽ biến tất cả những video đó để thành video của người khác á, thành video của mình mà không bị vi phạm bản quyền, và vi phạm bản quyền và cũng có thể tận dụng cái video đó để mình kiếm tiền, tức là từ lượt view xem của mình, thì mình cũng chẳng mất mát cái nào, mình cũng chẳng mất mát một đồng xu cách mặt nào hết. Tất cả cái này là tôi sẽ hướng dẫn cho tất cả cô chú anh chị ở đây là hoàn toàn miễn phí khi mà tham gia vào cộng đồng KTP rồi ạ. Rồi bây giờ tôi sẽ hướng dẫn cho tất cả cô chú anh chị làm, nếu như mà cô chú anh chị chỉ cần sử dụng một cái điện thoại, nếu như mà mình làm bằng cái hình thức là biến tất cả các video của mình thành video của người khác thành video của mình á, thì cô chú anh chị chỉ cần một cái điện thoại, thì sau cái còn
cô chú anh chị mà muốn làm những con AI giống như đô hồi nãy thì bắt buộc cô chú anh chị phải có một cái máy tính để mà sử dụng làm con AI. Sau khi làm xong hoàn thành thì mình có thể chuyển qua bên cắt kết, thì mình sử dụng bằng điện thoại hoặc là mình có thể sử dụng ở trên máy tính luôn vẫn ok. Và bây giờ tôi sẽ cho xin phép được chia sẻ màn hình về về hướng dẫn cách cả nhà làm con AI. Bước đầu tiên á, em xin phép được chia sẻ cái màn hình nhé. Rồi cả nhà mình thấy cả nhà mình thấy màn hình chưa ạ? Cả nhà mình thấy màn hình, cho đối xin phím một đi ạ. Cảm ơn. Rồi cái đầu tiên mình nên tạo ra, cái đầu tiên là mình nên tạo ra một con AI trước, tức là mình cần tạo ra một con AI. Khi mà mình thì cả nhà vào Google, sau đó mà tốt nhất là cả nhà mình nên cô chú anh chị nên đăng nhập cái Google này vô trước, cái Gmail của mình vô trước, tại vì tất cả ở trên máy tính của mình đều sử dụng cái Gmail. Thì sau khi cô chú anh chị đăng nhập Gmail rồi á, đăng nhập vô cái làm con AI hay là làm VB chuyển giọng nói hoặc là DID thì nó rất là dễ dàng cho cả nhà mình dễ di chuyển vào. Rồi cả nhà mình bắt đầu làm theo theo đô, thao tác theo đô nha. Rồi bây giờ mình sẽ gõ vô leona.ai, leona.ai, rồi mình sẽ nhắn vào leona.ai. Ở đây nó sẽ ra một cái bảng tiếng Anh, thì cả nhà mình nếu như mà không không biết tiếng Anh thì mình có thể dịch nhắn vô chuột phải, mình có thể nhắn vô chuột phải dịch qua tiếng Việt. Đấy, bây giờ mình sẽ tạo một tài khoản. Ở đây tôi đã tạo một tài khoản rồi, thì cả nhà cũng tương tự giống vậy. Khi mà cả nhà mình chưa có tài khoản thì cả nhà mình nhắn vào đây thì nó sẽ cho mình các hình thức là đăng nhập bằng Gmail, bằng Google. Còn là cái Google nãy tôi đã hướng dẫn cho tất cả cô chú anh chị là đăng nhập bằng cái Google như vậy rồi đó. Rồi sau khi cô chú anh chị vô đây, ở đây nó sẽ cho mình miễn phí là 150 tín dụng trên một ngày, thì qua hôm sau nó sẽ cho, nó sẽ tặng lại mình cho mình 150 tín dụng này lại. Rồi sau khi mình vô cái trang này thì ở đây nó sẽ có những con AI mẫu, hình tượng mẫu cho cả nhà mình. Thì những con AI này nó gọi là 3D, với lại nó không được nhìn thật lắm, thì thay vào đó mình sẽ có một cái nội dung để mà mình tạo ra một cái con AI vừa ý của mình. Thì Đô cũng có làm sẵn một cái nội dung để cho cả nhà mình tham khảo. Ở đây sau khi ở đây khi mình vô, mình cũng có thể dịch qua tiếng Việt cho cả nhà mình dễ dễ nhìn thấy nè. Đó, ở đây mình cũng thể lít chuột phải rồi nhấn vào dịch qua tiếng Việt là ok. Ở đây là tạo hình ảnh AI, rồi mình bắt đầu vô tạo hình ảnh AI. Đây, ở đây là tôi đã tạo rất khá là nhiều như con AI giống người thật tuyệt đối 100% đó, mà tôi đã đăng lên trên demo của tôi đó. Thì ở đây cả nhà mình muốn làm những con AI như vậy thì cả nhà mình phải biết được cái nội dung để mà mình làm đó, gọi là một cái từ khóa để cho cả nhà mình làm ra một con AI giống như thật, thì mình mới sử dụng vào trong cái kênh TikTok của mình nó mới hấp dẫn. Chứ còn những con AI này, những con AI hình mẫu như vậy á thì nó sẽ không được đẹp lắm. Cũng có thể là sắp tới Noel mình cũng có thể làm những ông già Noel bằng con AI đó. Ở đây những con AI hình mẫu nó cũng không được đẹp lắm, thì thay vào đó tôi sẽ hướng dẫn cho tất cả cả nhà một cái từ khóa để cho cả nhà mình có thể lúc nào làm con AI này cũng được, là như vậy. Mình có thể copy từ cái nội dung con AI này, mình sẽ qua bên Google dịch. Đây, ở đây tôi đã làm sẵn, tức là ở đầu câu cô chú anh chị khi mà làm con ra con AI này á, cô chú anh chị vào Google dịch, bắt đầu mình chuyển qua tiếng Việt và tiếng Anh, thì bắt đầu cái mở mở bài của nó, tức là mình phải tạo ra nè, tạo ra chân dung một người đàn ông Hàn Quốc 40 tuổi ngồi trên một chiếc xe ô tô sang trọng. Đây, tới đây là cái quan trọng nhất, và cái kết thúc của nó là lúc nào cái khuôn mặt luôn nhìn thẳng vào máy ảnh.
là cái quan trọng thứ hai, bắt buộc nha. Cái này khi mình làm con AI này là bắt buộc cái câu kết này là mình phải có nha. Còn ở đây dựa trên những cái mà mô phỏng khi mà con AI của mình nó xuất hiện, đặt trên phông nền là một chiếc xe thể thao, thì nó sẽ cho mình con AI đó ngồi trên xe thể thao, hoặc là một cái ghế, hoặc là một rừng thông chẳng hạn như vậy. Thì ở đây tôi đã làm con Hàn Quốc rồi, thì bây giờ tôi sẽ thử một con một người đàn ông ở Mỹ hoặc là ở Canada. Thì ở đây nó sẽ xuất hiện ở bên tiếng tiếng Anh như vậy, thì mình có thể sao chép như vậy, rồi mình chạy qua bên con Leona, bắt đầu cái mình dán cái sao chép đó vào đây, rồi ở đây mình tạo. Ở đây cả nhà mình chú ý nè, khi mà mình làm kênh TikTok á, thì thông thường á cả nhà mình bị cái hình ảnh xét khuôn mặt như vậy. Đây, cái khuôn mặt như vậy nó sẽ không thấy hết được toàn cảnh. Cái này gọi là mình có thể điều chỉnh được, nó sẽ xa ra như vậy. Những khuôn mặt xa ra như vậy thì nó sẽ đẹp hơn. Đó, những khuôn mặt xa ra như vậy nó sẽ đẹp hơn. Thì cả nhà mình xuống đây, kéo xuống dưới Lenona này, cả nhà mình có thể điều chỉnh. Đây, điều chỉnh ở đây, kích thước nó nằm ở đây. Tức là một một nó sẽ ra cái hình ảnh, nếu như mà mình điều chỉnh là một một thì nó sẽ ra cái hình ảnh như vậy, nó sẽ không được đẹp lắm, nó sẽ cao khuôn mà sát cái màn hình quá, khi mà con AI nói chuyện ra thì nó rất là xấu. Cho nên nó thông thường mình làm kênh TikTok thì mình nên sử dụng là 2:3 đó, 2:3. Rồi bắt đầu ở đây là mình khởi tạo nó phát ra, ở đây mình phát ra mình sẽ bị mất 32 tín dụng. Cái này nó tạo rất là nhanh và cũng gọi là một cách gọi là rất là chuyên nghiệp. Nhà mình có thể copy cái content đó, mình tạo ra thử một con AI riêng độc quyền cho mình, hoặc là mình có thể tạo ra hình nữ nữ thì mình ghi ở đó một người phụ nữ chẳng hạn. Ở đây mình có thể ghi bằng bằng gọi là một người phụ nữ. Đây mình sẽ thay thế ở đây, cái này em sẽ copy gửi qua bên nhóm KTB, cộng đồng KTB, để cho cả nhà mình có thể tham khảo. À, đó, đây, bây giờ nó đã ra rồi. Rồi, nó đã ra con AI của một người Canada. Đấy, hình ảnh rất là tuyệt vời phải không cả nhà? Rất là sang trọng và rất là nhìn giống như thật. Rồi sau đó mình sẽ lưu. Mình có thể lưu hết tất cả các con AI này về. Hoặc là mình có thể lưu trước một con AI này. Sau khi lưu xong thì nó sẽ lưu vào cái ổ cứng nào đó mà cả nhà mình thường hay lưu. Hàng ổ D hoặc là desktop hay là ổ C. Rồi sau đó mình sẽ đăng nhập vào VB. Cả nhà mình có thể đăng nhập. Rồi vào tiếp tục là cả nhà mình vào Google. Rồi mình gõ con VB. VBE. Đây, VBE mình sẽ gõ vào đây thì nó sẽ dẫn ra cái VB test gọi là chuyển văn bản giọng nói. Thì nó cũng đăng nhập bằng một hình thức gọi là Gmail của mình. Thì ở đây nó sẽ hạn chế. Đây, tôi đã đăng nhập sẵn. Thì mình nhắn vào Studio. Khi mà mình nhắn vào Studio thì ở đây có những giọng đọc của người Việt Nam, cũng có thể là mình sử dụng giọng của các nước khác. Rồi, rất là nhiều nước. Ở đây thì có những cái giọng đọc chẳng hạn giống như là Thảo Trinh đó, ở Sài Gòn. Hà Nội thì có gọi là Ngọc Huyền hoặc là anh Khôi, thì đâu hay sử dụng là anh Khôi. Thì cả nhà mình có thể nhắn vào anh Khôi để mà nghe theo cái giọng nam. Nếu mà con AI nam thì mình sử dụng giọng nam, còn con AI nữ thì mình sẽ sử dụng giọng nữ. Và ở đây mình có thể điều chỉnh là 1.5, 1.15. Video thông thường mình làm kênh TikTok thì tất cả đều sử dụng 1.1, 1.15 hết ở đây. Rồi cái content thì cả nhà mình nên sử dụng một con ChatGPT. Thì ở khóa học trước thì cũng có anh chị ở trong đội phụng sự KDB đã hướng dẫn cho cô chú anh chị làm con ChatGPT. Thì ở đây mình có thể ChatGPT ra một cái nội dung đơn giản để mà test cho cả nhà xem.
sau khi chat GPT ra thì mình có thể là mình copy ở cái GPT đó rồi mình sao chép mình dán qua copy rồi mình dán qua. Ở đây tôi đã sao chép sẵn thì tôi sẽ dán vào đây. Cái này tôi sẽ hướng dẫn cho tất cả cô chú anh chị làm từng bước, sau khi mà hoàn thành rồi đến lúc mà mình chỉnh sửa bên cấp kết và cho chạy chữ bên cấp kết như thế nào thì cả nhà mình cố gắng đến cuối cùng nó sẽ hấp dẫn hơn khi cô chú anh chị hoàn thành khi mà đô hướng dẫn hết tất cả các cô chú anh chị hoàn thành hết các bước này thì video của cô chú anh chị sẽ đạt hiệu quả cao hơn. Đây ở đây tôi sẽ tương tự tôi làm một cái hình mẫu một cái nội dung đơn giản cho cô chú tham khảo sơ qua. Thì sau khi cô chú anh chị ở đây nó sẽ nghe được 3 lần. Ở đây nó sẽ cho mình nghe thử là 3 lần. Đây ở phần nghe thử ở đây nó sẽ cho cô chú anh chị nghe thử được 3 lần. Thì ở đây nó sẽ bị giới hạn một cái gọi là 3.000 ký tự. Mình đã nói là mình làm một một cái gọi là một ngày mình có thể làm ra được 10 đến 50 video á, nhưng mà cái Gmail này á, mình có đăng nhập bao nhiêu cũng không không bao giờ đủ cho cả nhà mình làm đâu. Nhưng mà làm từ 10 đến 50 video thì cả nhà mình sẽ không đủ ký tự này. Thì Đô có một cái mẹo để mà cho cô chú anh chị sử dụng Gmail liên tục mà không không cần phải đăng ký số điện thoại Gmail hay là đăng ký Gmail mới rồi gì hết. Nhưng mà Đô sẽ có một cái mẹo cho cô chú anh chị làm hoàn toàn miễn phí liên tục 3.000 ký tự này liên tục đó. Thì sau phần cuối cùng tôi sẽ hướng dẫn cho cô chú anh chị và tham gia khi mà tham gia vào cộng đồng KTV. Và bây giờ cô chú anh chị có thể nhìn rõ cái nội dung ở đây thì tôi sẽ nhắn vào nghe thử. Mình muốn nghe thử tất cả các nội dung ở đây thì mình có thể tô màu nó bắt đầu và mình nghe thử. Ở đây nó sẽ có 3 lượt nghe thử. Người thành công thường xác định được mục tiêu cụ thể và rõ ràng cho bản thân. Họ biết mình muốn gì và định hướng cuộc sống và sự nghiệp của mình dựa trên mục tiêu này. Sự kiên nhẫn, họ có khả năng kiên nhẫn và sẵn sàng làm việc hết mình để đạt được mục tiêu dù có khó khăn và thất bại trên đường đi. Tư duy tích cực giúp họ nhìn thấy khả năng và cơ hội trong mọi tình huống. Họ tập Đó, cả nhà cũng có thể nghe sơ lược qua. Với lại có một cái điểm mà bị lỗi chính tả ở VB này là cả nhà mình hay bị lỗi như vậy. Ví dụ tên của cả nhà mình á, chẳng hạn giống như là tên Hoa thì mình chỉ có thể là nhắn viết thường như vậy được thôi. Khi mà cô chú anh chị mà không 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 copy nội dung mà mình có thể viết ra, chẳng hạn đôi khi mình hay bị lỗi, nhưng mà lỗi rồi mình chỉ mất bản rất là mất thời gian của mình thì em chỉ luôn cái lỗi như vậy. Khi mà cô chú anh chị ở đây, cô chú anh chị nó tới đây á, cái đuôi video này nó sẽ bị ngắt ở đây thì cô chú anh chị có thể nhắn nhiều dấu chấm ra, hoặc là cắt xuống dưới đây mình nhắn nhiều dấu chấm ra, hoặc là khi mà mình ghi tên của mình vào á, hoặc là nếu mà thấy hay thì follow, hoặc là liên hệ với Hoa hoặc là Đô. Nếu mà tên Đô của mình cứ mặc định là mình phải viết Hoa như vậy thì nó sẽ không đọc là chữ Đô mà nó sẽ đọc là DO, chứ nó không đọc chữ Đô. Cho nên cả nhà mình không cần phải viết Hoa khi mà mình chuyển văn bản, mình chỉ cần ghi chữ Đô như vậy là được, ghi chữ Đô thường như vậy là được. Cả nhà còn thấy màn hình chứ hả? Rồi sau khi mình hoàn thành xong rồi, sau khi mình hoàn thành xong cái bước này, bước nghe thử và sửa lỗi chính tả xong xuôi thì mình có thể chuyển văn bản. Sau khi chuyển văn bản thì nó sẽ chạy ở đây, khi nào chạy đủ 100% thì mình có thể lưu về, hoặc là mình có thể nghe thử lại một lần nữa. Đây ở đây nó đã chuyển văn bản thành công, mình cũng có thể nghe lại một lần nữa ở ở các video này Mục tiêu rõ ràng, đó. người Rồi sau khi mình nghe xong mình có thể lưu về, tải về. Đó, tải về bằng phần thành. Thì mình tải về xong rồi bắt đầu cái bước này là bước tới con AI nói chuyện nè. Cả nhà mình có thể tham khảo qua cái bước này để mà làm một cái video của mình cho nó chỉnh chu. Thì cái bước này là cái bước chuyển qua bên DID. Mình vào Google, mình cũng hoàn toàn mình xài miễn phí. Nên nó có những cái ứng dụng miễn phí, tính phí á, thì tôi sẽ không hướng dẫn. Mà DID này nó nghề cái nó cũng chỉ có 20 tín dụng thôi. Mình cũng cần mình sử dụng cái Gmail free. Đó. Mình gõ vô đi gạch ID rồi mình vô cái đi gạch ID studio này đó.
Dạ, nhắn vào tutorial. Nó cũng một hình thức đăng nhập giống như là con Leona và VB, hoặc là con DID này cũng vậy, cũng đăng nhập bằng một cái Gmail ở trên đăng nhập ở trên Gmail Google. Sau khi đăng nhập vào xong thì cái bước đăng nhập thì tôi xin bỏ qua cái bước đó, tại vì bước đó hoàn toàn ai cũng có thể đăng nhập được bằng cái Gmail của mình, tại vì nó mặc định là cứ đăng nhập vào là phải kết nối với Gmail Google. Rồi mình bước tạo ra cái video này. Bước này là bước quan trọng để khi mình tạo ra cái video, với lại là mình cắt luôn cả cái đuôi bản quyền của nó. Rồi ở đây cô chú chị có thể mà nhấn add vào cái con lúc nãy mà mình mới vừa tạo xong, rồi mình nhấn vào. Đó, con ai đã xuất hiện. Sau khi mình cô chú anh chị nếu như mà không biết tiếng Anh á thì mình cũng cứ nick chuột phải và dịch qua tiếng Việt cho cô chú anh chị dễ dễ nhìn hơn. Đó. Rồi mình bắt đầu mình nhắn tải âm thanh giọng nói lên, là cái âm thanh hồi nãy mình chuyển văn bản và mình lưu về đây mục tiêu người rõ ràng. Rồi mình tải cái âm thanh đó lên. Sau khi tải lên hoàn thành thì mình tạo video đó, tạo ra nó sẽ mất bốn tín dụng. Thông thường nó sẽ cho mình 20 tín dụng, 20 tín dụng nó sẽ nằm ở đây. Thì một cái Gmail là mình sử dụng được 20 tín dụng, nhưng mà cô chú anh chị có đăng ký bao nhiêu Gmail thì cũng đủ mà mình sử dụng được một con AI này mà từ 10 đến 50 video một ngày được. Không có cách nào mà cô chú anh chị mà tạo ra được hết á, có mua bao nhiêu số điện thoại của mình thì cho đủ hết á. Cho nên cô em sẽ có một cái mẹo cho cô chú chị lấy Gmail miễn phí, hoàn toàn miễn phí, để mà cô chú chị là ra ra liên tục video cho cô chú chị đăng lên kênh của mình. Rồi sau khi hoàn thành xong cái bước tải về thì cô chú chị có thể phát ra có nghĩa là mình đang lưu video đó về. Ở đây Đô cũng có một số kênh mà hướng dẫn cho trong khi chờ đợi Đô. Đây có một số kênh mà Đô đã làm cho trong cộng đồng KTP. Và hoàn thành cũng ok và rất là xuất sắc. Đây, như chị này, một kênh Việt và một kênh kênh Anh. Kênh này thì chị là đang đang xây và đã kiếm tiền từ video của mình rồi đó, như kênh này đó, cả nhà có thể nhìn thấy sơ qua kênh này thì chị Hoa Nguyễn, tức là Hoa xuất tích ở Zalo của mình ở trong nhóm KTV đó. Kênh xây chị này rất là kiên trì, đúng theo châm ngôn của Đô là kiên trì cộng lì thì mới bằng kết quả. Thì kênh này hiện tại bây giờ đã kiếm được tiền ở trên video của chị và chị này, cũng rất là nhiều anh chị ở trên ở trong cộng đồng KTP á cũng đang làm hình thức như vậy để mà kiếm tiền. Đây, chẳng hạn giống như kênh của anh Hưng cũng kiên trì. Kênh này cũng ảnh cũng xây một kênh Việt và một kênh anh hoàn toàn là AI hết. Cả nhà thấy á, những con AI của ảnh làm cũng rất khá là đẹp, cũng có thể là làm bằng tiếng Anh. Bài số 1, tỏi, gừng, chanh là ba nguyên liệu tốt trong hỗ trợ điều trị mỡ máu. Sự kết hợp của ba nguyên liệu này giúp giảm cholesterol trong máu và ngăn ngừa hoạt động Đấy, của các rất là đẹp. Đó, chẳng hạn như con AI đã anh đã tạo ra. những vai trò quan trọng của tuyến tụy màng mối. Chúng ta cần phải biết tuyến tụy dài Đó, khá là hấp dẫn.
năm điều gì khiến người giàu? Một, không tin vào người khác. Một số người giàu có thể trở nên nghi ngờ. Rồi mình qua thi xem thử rồi, cái này nó đã lưu về nha, nó đã tải về thành công, thì mình nhấn vào nút ba gạch ở đây. Sau khi nhấn tải về rồi, nó đã tải về thành công. Bây giờ tôi sẽ vô đây, tôi lấy cái video này ra để tôi qua bên cấp kết và hướng dẫn cô chú anh chị chỉnh sửa bên cấp kết. Sau khi chỉnh sửa bên cấp kết xong, tôi sẽ hướng dẫn cô chú anh chị lấy video của người khác làm video của mình, cái này nó hấp dẫn hơn. Đây, ở đây là cái nhóm đô tạo, để mà tôi sẽ gửi vô đây đó, rồi mình gửi vô trong cái tele này, rồi mình lấy về ở bên điện thoại được. Chứ còn mình gửi qua bên Zalo nó sẽ hiện ra cái đuôi như vậy cả nhà, nó sẽ hiện ra một cái đuôi. Cho nên cô chú anh chị là copy xong là mình gửi qua bên Tele á, nó sẽ không bị hiện cái đuôi là MP3, thì mình vô trong Tele mình lấy về. Rồi tôi xin dừng cái chia sẻ cái màn hình máy tính ở đây, bắt đầu mình chạy qua bên điện thoại để mình chỉnh sửa. Rồi tôi sẽ chia sẻ cái màn hình điện thoại để mà chỉnh sửa bên cấp kết cho nó hoàn chỉnh, một con AI, một con video AI và truyền bài hát đang có xu hướng. Tôi xin chia sẻ cái màn hình điện thoại. Có thể nói là điện thoại của Đô hoàn toàn là sử dụng trên TikTok, rất là, với lại Đô cũng có một cái mẹo cho cả nhà mình á, không không bị mà TikTok nó đánh giá là cái điện thoại mình là đăng nhập là nhiều nhiều kênh TikTok để mà nó bị flop đó. Chẳng hạn giống như vậy, ở đây Đô rất là nhiều, Đô rất là nhiều cái mục kênh TikTok đây đó, thì cả nhà mình sẽ không bị đánh giá như bị flop đó. Ví dụ mà mình đăng 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 nhập nhiều tài khoản ở trên trên nhiều nhiều tài khoản ở trên một ứng dụng nhiều quá thì nó sẽ bị. Ở trên này đang view khá là đẹp. Những cái này tôi làm về kênh phim, ở kênh phim thì tôi chỉ tập trung vào phim. Đấy. Đó, đôi khi cả nhà mình á bị lỗi giống như là bị che cái video này này là bị lỗi content ở trong cái phim đó đó, tức là trong phim này nó sẽ có bạo lực hoặc là nói về chém giết hoặc là máu đồ này kia đó, thì nó hay bị lỗi đó. Và bây giờ tôi sẽ qua bên cấp kết để mà hướng dẫn cho cô chú anh chị chỉnh sửa một video hoàn chỉnh của con AI. Thì cô chú anh chị vào dự án, bắt đầu cái video nãy mình vừa lưu về, rồi mình thêm video đó vào. Đó, ở đây cô chú anh chị có thể nhìn thấy là video tôi đã lưu về. Thì cô chú anh chị bước đầu tiên, cô chú anh chị làm bước đầu tiên là cô chú anh chị nên chỉnh sửa tỷ lệ của nó cơ đã, tức là tỷ lệ phù hợp của nó là mình để đăng lên TikTok thì mình đăng nó có biểu tượng của TikTok nè, hoặc là YouTube thì nó cũng có biểu tượng của YouTube nè. Đó, cô chú anh chị cũng có thể tham khảo thêm. Thì thông thường em chỉ chuyên về lĩnh vực là làm video để mà đăng lên TikTok, thì tôi sẽ vào cái mục này. Rồi sau khi vào xong thì cô chú anh chị chạy chữ làm chạy chữ theo cái giọng đọc, thì cô chú anh chị nhắn vào văn bản, nhắn vào phụ đề. Rồi cô chú anh chị nếu như mà không có cấp cấp pro thì cô chú anh chị có thể sử dụng những cái mà chạy chữ nó có những cái chạy chữ mà nó không có dính pro á, thì nó sẽ không bị tính phí. Còn đây tôi đang sử dụng pro thì tôi sẽ nhắn nhắc vô pro thử. Đó, nó sẽ chạy nội dung ra cho cô chú anh chị làm giọng đọc theo lời nói.
Đo đo mở mic lên, đo mở mic lên em ơi. Nghe chưa? Rồi nghe rồi. Cái âm thanh này nó không được rõ lắm cho nên rồi. Bây giờ cô chú chị chạy thử xong rồi để đô làm lại cái thao tác này, chắc hồi nãy cô chú chị cũng chưa nghe, để đô làm lại cái thao tác này. Rồi sau khi cô chú chị lưu video đó về rồi thì cô chú chị thêm cái video nào vào, rồi bắt đầu mình chạy văn bản giọng đọc của nó. Ở đây là nó sẽ có nhiều giao diện cho cô chú chị lựa chọn. Chẳng hạn giống như mình không sử dụng cách thức pro thì mình có thể sử dụng những cái mà miễn phí là không có chữ pro, thì cả nhà mình có thể sử dụng miễn phí như vậy. Rồi mình bắt đầu tạo phụ đề. Rồi mình đã xong rồi, mình gắn vô phong cách, mình chọn cái chữ của nó, cái màu cho nó đẹp, cho nó phù hợp với lại cái nền. Nói chung cái chữ nào mà cô chú chị cảm thấy thích hợp là được. Rồi cái cỡ chữ của nó mình có thể tăng ở đây, tăng giảm ở đây, tăng giảm cái độ cỡ chữ của nó ở đây cho nó phù hợp với lại cái khung hình của nó. Đó, nó đã chạy chữ. Rồi sau khi cô chú chị chạy chữ xong rồi đó, bắt đầu mình mới tới cái bước mà mình chạy cái logo của mình, rồi, chẳng hạn như là mình chạy cái chữ giống như nãy đô mới vừa hướng dẫn á, chạy cái logo như vậy thì mình cũng nhấn vô thêm chữ. Rồi sau đó mình qua bên kênh của mình á, mình copy cái ID của mình vào. Ở đây một điện thoại của đô sử dụng tới gần 20 nít khoảng TikTok một cả nhà. Đó, chẳng hạn giống như kênh của anh này. Nè, kênh này lên 4k view này. Rồi mình copy cái ID này, bắt đầu mình qua bên cắt kết. Mình dán nó vô. Rồi mình cho nó bắt đầu từ ở trên cột này hoặc là ở chỗ nào, bất cứ cái điểm nào mà cô chú chị cảm thấy thích hợp phù hợp, rồi mình kéo cho nó hết video, hoặc là muốn chạy nửa video thì mình cứ cho chạy nửa video. Rồi luôn tiện ở đây mình cắt luôn cái đuôi cắt kết để cho cái video của mình nó gọi là chỉnh chu với lại là chuyên nghiệp hơn. Mình cắt cái đuôi cắt kết ở đây, khi mình xuất video thì mình không bị. Rồi ở đây cô chú chị chỉnh nè, chỉ hướng dẫn cho cô chú chị chỉnh ngay 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 cái đoạn này luôn cho cô chú chị dễ hiểu nè. Rồi mình nhắn vô cái chữ mà mình mới vừa copy cái ID của mình á. Rồi mình nhắn vô phong cách nè. Mình chỉnh cái phong phong chữ tùy theo ý thích của mình. Rồi mình nhắn vô phong cách. Mình chỉnh cái cỡ chữ sao cho nó phù hợp trên cái màn hình gọi là cái ID hoặc là cái logo, bất kể một cái logo hoặc là ID nào cũng vậy. Mình có thể chỉnh sao cho cái chữ nó phù hợp. Rồi, ở đây là mình giảm cái độ mờ đi để nó không bị phủ những cái mà gọi là cái chữ mà nó đang hiển thị là lời nói giọng đọc á, nó sẽ không bị phủ, thì mình kéo giảm độ mờ này. Ở đây nó có cái độ mờ đó, nó có độ mờ thì cũng gọi là cái video bản quyền của mình đây đó, cả nhà thấy không. Rồi bắt đầu từ ở đây mình nhắn, rồi nhắn xong về rồi bắt đầu mình chạy chữ này. Mình chạy cho nó cái chữ của đó nó chạy xung quanh cái video của mình. Mình nhấn vô cái hình thoi ở kế bên cái nút play ở chính giữa màn hình này, nhấn vô hình thoi này. Rồi bắt đầu này mình kéo cái video mình nhích qua một xíu sao cho nó phù hợp. Rồi mình di chuyển cái ID á, nó đang hiển thị này, mình di chuyển ID qua đây. Đó, di chuyển ID qua đây. Rồi mình tiếp tục mình kéo tiếp, di chuyển cái ID qua đây tiếp. Đó, mình cứ vậy mà mình làm liên tục, làm sao mà chạy cho nó phù hợp, làm sao chạy cho nó đẹp cái kênh mình là được, theo ý thích của cả nhà mình là được. Đó.
Rồi ở đây là kết thúc, tôi sẽ cho nó kết thúc nằm ở đây. Rồi cả nhà có thể nhìn 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 xem nó chạy. Đó cả nhà thấy không? Cái logo của mình nó sẽ chạy như vậy. Đó gọi là làm cái video độc quyền của mình. Thì người ta có mà sao chép đi, người ta cũng không có thể nào mà xóa được cái logo này đâu. Đó. Khi mà cả nhà mình bị dính logo này là tuyệt đối mình không nên ăn cắp video của người khác theo hình thức này. Đó, chẳng hạn giống như video này là video độc quyền của mình. Rồi, sau khi cô chú chị làm xong mà cô chú chị muốn kèm thêm nhạc, chẳng hạn ở đây mình kèm thêm nhạc, thì ở đây tôi sẽ lấy tương tự một cái video nhạc ở trên TikTok về, rồi cô chú chị chạy qua bên TikTok, mình sẽ lướt đại, tôi sẽ lướt đại một cái video nào đó để mà hướng dẫn cho cô chú chị làm cho nó nhanh, chẳng hạn giống như cái video này đây. Cô chú anh chị nhắn yên vô cái màn hình nè. Đó, nhắn yên vô cái màn hình nó sẽ là hiển thị lên cái chữ lưu video nè, mình lưu về. Rồi. Đã lưu về nè, lưu video về thành công rồi mình chạy qua bên lại cấp kết nè. Rồi mình nhắn vào âm thanh, cái thumbnail bên dưới mình nhắn vào âm thanh, mình nhắn vào âm thanh tiếp tục. Rồi ở đây nó sẽ có cái trích xuất âm thanh. Ở ở bên này nó sẽ cái phần giống như cái biểu tượng tin nhắn á, là trích xuất âm thanh, trích xuất âm thanh từ video này, nhắn vô trích xuất âm thanh từ video, rồi mình trích xuất từ cái video đó về đó, rồi nó sẽ hiện thị ra, rồi mình chọn cái âm thanh đó rồi nhấn vào dấu cộng. Ở đây mình điều chỉnh cho phù hợp. Thông thường mà kênh AI á thì cả nhà lưu ý luôn cái chỗ này, khi mà thông thường kênh AI thì mình chỉnh cái giọng đọc của video, cái giọng đọc của video của mình lên á, âm lượng của nó nằm tầm khoảng chừng 400 đến 450 500 là phù hợp nhất. Rồi cái giọng và cái âm thanh mà mình mới vừa lưu về á thì chỉ bao về khoảng chừng 20 đến 25 thôi, để cho nó điều riêu thôi thì nó mới có giá trị của cái video của mình. Đó, nó sẽ chạy. Rồi phần này đã xong phần chạy chạy chữ rồi, đó cũng xong một cái video mà gọi là hoàn chỉnh của một video tạo bằng con AI. Còn cả nhà mình mà khi mà đó mình sẽ xuất ra, mình sẽ xuất cái video này ra. Cái này em làm mô phỏng demo cho cả nhà mình hướng theo làm theo cái cách thức này để mà có nhạc từ xu hướng đồ cho nó dễ mà không cần mình phải chèn nhạc từ bên TikTok. Rồi cả nhà mình mà muốn ở đây cả nhà mình ta theo kịp chưa, cả nhà mình có ai muốn làm kênh TikTok mà lấy video của người khác để mà làm kênh TikTok của mình không ạ? Cô chú anh chị có muốn làm thả nhiều trái tim đi à, thả nhiều trái tim cho em có động lực, em chỉ luôn cái cách mà lấy video của người khác về, hoặc là mình lấy video của TikTok Trung Quốc về luôn cả nhà. Mình lấy tất cả các kênh TikTok nào mà nó hot xu hướng nhất, mình làm kênh Việt của mình để mà xây dựng kênh của mình cho nó hoàn chỉnh và cho nó có nhiều lượt view nhất, nhất là những cái kênh mà bị zombie hoặc là đổi chủ đề, bị phở lớp á. Cả nhà mình lên thật nhiều trái tim đi để đô có động lực đô chia sẻ thêm cái phần này cho cả nhà mình. Phần mềm dùng nhiều TikTok tên gì anh? À cái này thì tôi sẽ không thể chia sẻ hết ở trên này được. Cái này tôi sẽ hướng dẫn cho cả nhà mình sử dụng phần mềm này ở trong cộng đồng KDP. Ở đây tôi sử dụng rất là nhiều kênh nha, không phải là ảo đâu cả nhà. Mình nhắn vô cái nào nó cũng có kênh của tôi đó. Tôi sử dụng rất là nhiều kênh đó. Cả nhà thấy không? Đi đâu cũng thấy hết đây. 189 là. Đó cả nhà thấy không? Ở đâu đâu cũng chạy được thế này. Chẳng hạn giống như kênh của chị này ở trong nhóm KTB đi về sức khỏe và hạnh phúc, thì những kênh của chị này cũng xây từ bắt đầu con số 0, cũng khá là ấn tượng. Kênh cái mặt tiền của chị này cũng rất là đẹp, và kênh này cũng hiện tại cũng đang bật được kiếm tiền, và cũng bật được kiếm tiền từ video đó. Cả nhà nhìn thấy là những video rất là đẹp từ những con AI đó, cả nhà có thể nhìn thấy tất cả là cầm tay chỉ việc hết nha cả nhà. Mấy cái này mấy cái video này đâu tất đều là cầm tay chỉ việc hết.
đó, chị này cũng ở trong cộng đồng KTV đó. Mình có thể đăng nhập nhiều 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 ứng dụng TikTok ở trên điện thoại mình luôn, thì cái này tôi sẽ hướng dẫn sau khi mà cả nhà mình tham gia vào cộng đồng KTV rồi. Ở đây rồi bắt đầu tôi sẽ hướng dẫn cho cả nhà mình sử dụng bằng điện thoại nè. Tức là cả nhà mình đôi khi làm muốn làm con AI lắm nhưng mà bị hạn chế cái là mình không có máy tính đó, mình không có máy tính mà mình muốn làm kênh việc để mà xây kênh TikTok của mình lên được triệu view, thì cả nhà mình thường hay bị hạn chế cái chỗ này. Con AI mình có mua tài khoản không à? À con AI thì mình hoàn toàn không mua tài khoản nha, hoàn toàn mình xài free hết nha. Và đâu sẽ có một cái mẹo cho cả nhà mình sử dụng con AI đó chuyển văn bản đồ là hoàn toàn free hết, hoàn toàn miễn phí hết. Khi mà tham gia vào cộng đồng KDB tôi sẽ chỉ hết tất cả các mẹo cho cả nhà mình tham khảo tham gia. Ở đây tôi cũng có hướng dẫn cho cả nhà mình cách xây kênh để mà bán sách và là bán theo chủ đề, cũng giống như là mỹ phẩm hoặc là sản phẩm cá nhân của mình, cũng giống như cái kênh này đó đang chuyển hướng xây cho bạn ở trong nhóm của mình về về xe năng. Đây kênh này cũng khá là ấn tượng, là 338k follow, 338k follow đó. Kênh này tôi sẽ xây về xe năng cho bạn này, và đường link của bạn này cũng ghi luôn ở trên đó đó. Kênh này tôi đã đảm bảo là khoảng chừng 2 tuần lễ là có kết quả đó, bán những cái điện tử đó. Kênh này tôi đang nắm để mà tôi xây cho bạn này. Rồi kênh này kênh sao chép phiên bản của kênh anh, những con AI sao chép phiên bản của kênh anh. Kênh này là của bạn Victor Hoàng Thường, cũng Victor Hoàng Thường đó, cũng đi về tài chính và cũng khá là ấn tượng khi mà view nó bị kênh này nó bị flop. Khi mà đô xây nó lên được rồi cái đô bỏ cái nó bị flop lại, xong rồi đô lại xây lên lại nó vẫn ok đó. Đây là những cái kênh này, những kênh đô để mô mẫu để mà hướng dẫn cho cô chú anh chị tham gia. Rồi ở đây cô chú anh chị bắt đầu khi mà mình muốn làm cái kênh của mình hoàn chỉnh mà bị giới hạn về máy tính, hoặc là mình không có rành về máy tính, hay là mình không có biết cách sử dụng máy tính á, thì mình muốn xây kênh TikTok của mình mà mình không có được gọi là hoàn thiện, gọi là không 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 có được chủ động trong video, mình bị bí nội dung á, thì mình sẽ có một cách như vậy. Cả nhà mình lấy điện thoại mình lên, bắt đầu nhập vào CH Play nếu mà sử dụng bằng điện thoại Android. Nếu mà sử dụng điện thoại Android thì vô CH Play để mà tải cái ứng dụng đó về. Rồi ở đây cô chú chị gõ vô cho đô là Synaptic đó. Ở đây nó sẽ hiện ra hàng loạt cái Synaptic này để tải những cái video của họ về không bị dính logo, cộng đồng đó tham gia thế nào. À, mời ban phụng sự gửi cái nhóm cộng đồng KTV đó vào khung chat để cho các bạn tham gia. Rồi ở đây cô chú chị có thể tải về một cái ứng dụng này. Đây đô đã tải về sẵn là cái ứng dụng này đó. Cái ứng dụng này rất là hay nhưng mà cả nhà, nó có nhỏ nhưng mà nó rất là có vỏ. Khi mà cô chú chị tải về á, thông thường cô chú chị mà tải về bị dính một cái logo giống vậy này, chẳng hạn giống như nãy là đô lưu cái video đó về mà lưu về nó sẽ bị dính cái logo đó, lưu về bị dính cái logo này, thì mình sử dụng bằng hình thức như vậy là sẽ mất luôn cái logo này đó. Là mình biến thành bước đầu tiên để mình biến thành video của mình rồi đó. Còn kênh mà để mà kiếm tiền á, nó còn dễ hơn như vậy nữa cả nhà. Kênh mà kiếm view được xem video mình á, nó còn dễ hơn là làm kênh Việt nữa. Rồi mình tải về xong rồi mình vào trong kênh của mình á, chẳng hạn giống như mình đi về sức khỏe, đi sức khỏe và sắc đẹp, thì mình nhấn vào sức khỏe và sắc đẹp. Sau đó mình sẽ lướt nè, mình nhấn qua người dùng, mình sẽ lướt những cái kênh nào mà nó có lượt follow gọi là vài trăm k follow và tương tác khá là ổn á, thì mình vào cái kênh đó. Chẳng hạn như kênh này là 418 411k follow, chẳng 412k, mình nhấn vô cái kênh đó. Sau khi mình nhấn vô kênh đó, mình sẽ tìm những cái video nào đó thiệt là hay. Nó hơi bị lắc, bạn hôm nay hơi bị lắc đây.
mình lấy ví dụ đi, cái video này đi cho nó nhanh, video này nó đang đổi chủ đề rồi này cả nhà. Đây, cái này tích xanh 14,8 mét follow. Ở trên này quá quá ghê. Này giống như kênh đá banh này đi. Đây một mình sẽ tìm cái video nào đó mà nó thiệt là nhiều view. Mình sẽ tải, mình sẽ copy cái video này về. Là bằng hình thức là mình nhắn vào cái video đó, sau đó mình sẽ nhắn vào cái mũi tên sao chép bên tay phải nè. Rồi mình nhắn vào sao chép liên kết nè. Ở cả nhà lưu ý cái phần này sao chép nè. Mình không sử dụng máy tính có làm video được không? Em đang hướng dẫn cho cả nhà mình là khi mà mình không có máy tính mình sử dụng bằng điện thoại đó chị. Là em đang hướng dẫn cho cả nhà mình đây. Rồi chị tải cái Snapseed này về. Mình muốn là làm video của Việt Nam thì mình lấy video Việt Nam, còn mình muốn lấy video của Trung Quốc về mình xào nấu lại, gọi là xào nấu lại đó, để làm video của Việt Nam mình, làm video riêng cho kênh của mình vẫn vẫn được nha chị nha. Tôi sẽ hướng dẫn và chỉ cho cả nhà mình hết tất cả các mẹo này. Rồi cả nhà mình tìm cái kênh, tìm cái bài nào đó mà nó có lượt view cao nhất, chẳng hạn như kênh này ba ba chẳng hạn, giống như bài này là 3 triệu, 3,4 triệu view. Mình nhắn vào sao chép liên kết nè, nhắn vào sao chép liên kết, sau đó mình phát ra, mình nhắn vô cái Snap tip. Rồi nhắn vô Snap tip. Ở đây mình sử dụng free cho nên thông thường nó sẽ bị nhảy quảng cáo. Mình sẽ tắt quảng cáo đi, đợi nó chạy hết quảng cáo rồi mình tắt cái quảng cáo đi. Đó, rồi mình tải nó xuống. Rồi đã tải hoàn thành đó, cả nhà thấy không? Cả nhà thấy cái video này nó không còn bị dính cái logo của họ nữa, không bị dính cái logo đó nữa. Đó, mà bước này là mới chỉ là bước đầu tiên để mình làm cái video này thôi. Còn khi mà cả nhà mình muốn làm video của nó mà biến video của nó thành video của mình á thì nó còn nhiều bước nữa. Là bước thứ hai là mình vô cấp kết nè. Mình vô cấp kết, bắt đầu mình vô cấp kết, mình chỉnh sửa cái video đó lại. Chẳng hạn chỉnh sửa cái video đó lại, bước đầu tiên mà chỉnh sửa đầu tiên á là mình nên chạy cái logo của mình. Nên chạy cái logo của mình giống như nãy tôi đã hướng dẫn cho cả nhà mình chạy ở bên top á. Thứ hai là mình sẽ sử dụng gọi là cái phông nền. Mình sẽ kéo qua đây mình làm bản vẽ, mình lấy cái phông nền. Mình lấy phông nền hoặc là làm hình mờ. Thông thường thì làm hình mờ nó sẽ dễ nhìn hơn là khi mình làm phông nền. Còn làm phông nền là trường hợp là những cái con AI á thì mình sử dụng cái phông nền này nó hay, nó sẽ sáng sủa hơn cái kênh của mình đó. Rồi sau khi mình chọn lựa chọn phông nền rồi, mình chọn tỷ lệ phù hợp. Sau khi mình chọn tỷ lệ phù hợp kênh desktop, mình lấy hai ngón tay á mình bóp nhỏ nó lại, mình nhắn vô video này mình bóp nhỏ cái nền nó lại. Đó, nó sẽ xuất hiện cái phông nền ở dưới. Đó, cả nhà có thể nhìn thấy xuất hiện phông nền ở dưới. Hoặc là cái video này, ở trên cái video này nó chỉ hiển thị là, gọi là sao? Chỉ hiển thị gọi là nó nói hoặc là nó diễn tả thôi. Nó không có một cái chữ nào ở trên này á. Thì mình cũng có thể làm theo cái bước xào nấu như vậy. Là mình nhắn vô video đó, rồi mình nhắn vô chỉnh sửa. Sau khi mình chỉnh sửa, mình sẽ nhắn là phản chiếu. Đó, nó sẽ là khi mà phản chiếu rồi á, là tức là cái video đó nó đã là của mình rồi. Và mình không muốn âm thanh đó nữa thì mình cũng tắt cái âm thanh đó đi. Rồi sau khi mình tắt âm thanh đó đi rồi mình có thể thêm cái nhạc của mình vô. Thì cái video này là khi mà mình thêm nhạc vô rồi á là mình xuất bản ra, cộng thêm một cái logo trên cái màn hình mà đã chạy chữ giống như nãy tôi đã hướng dẫn cả nhà mình á, thì coi như là cái video này là thành ra mình xuất ra là video là riêng của mình rồi. Mình có thể đăng lên kênh TikTok của mình mà không bị flop đó. Cả nhà có theo kịp không ạ? Nếu mà không theo kịp thì có vào cộng đồng KDP để mình kiếm để mình coi lại video nha. Rồi còn ai theo không kịp nữa mà cứ hỏi lên đây rồi mình giải đáp luôn cho những cái mà thắc mắc, hoặc là có kênh mà bị flop hay là muốn xây kênh từ đầu hoặc như thế nào đó mà không phản chiếu có được không ạ? Cũng được nha anh, không phản chiếu cũng được, nhưng mà tùy trường hợp theo cái video. Nếu như mà video đó không không có chữ mình nên phản chiếu hay hơn anh à. Nhưng mà mình không có bị
bản quyền của nó nữa. Khi mà bản quyền gốc của nó là đang chính diện, mình phản chiếu lại thì nó sẽ đổi cảnh lại cho mình đó. Nếu như mà làm video mà để mà gọi là lấy video mà triệu view để mà là xây kênh mà kiếm tiền như như kênh này của Lô này, nó còn dễ hơn là mình xây kênh Việt nữa cả nhà, và mình truyền thông nó cũng dễ hơn nữa. Nếu như mà mình xây kênh mà theo kiểu mà để mà có triệu view, để mà kiếm kiếm đô ở trên cái lượt xem của họ thì nó còn dễ hơn nữa. Tức là mình chỉ cần copy và đăng lên, copy và sao chép sao nấu lại đơn giản thôi, rồi đăng lên là nó có view thôi. Đây này, chẳng hạn như 2K7 view này nè, 2K7 mét view này, là video này đô cũng đã copy lại và đô đã đăng lên, thì nó cũng đã hiển thị là nó cũng đã cộng đô về cho đô lại đây. Cái này là mới chỉ ngày hôm nay thôi nha cả nhà, hôm nay thôi, đây ngày 19 tháng 9 2023, nó về lại 10 đô 7,38. Thì những cái này là đô tất cả mấy tháng, thì tháng này đây những cái thu nhập nó có thể thể hiện ở đây cho cả nhà mình thấy lên lịch sử của nó đó. 65 đô, rút được 65 đô là tháng vừa rồi, tháng 200 đô rồi, tháng này cũng có thể là rút rút về hoàn toàn miễn miễn phí ở trên TikTok mình luôn nha cả nhà. Đó, nếu mà cô chú chị muốn tham khảo thì cứ vào nhóm KTB rồi liên hệ đô, hoàn toàn đô hướng dẫn cho cả nhà mình cách tạo video triệu view và cách mà lấy video của người khác triệu view để mà làm thành kênh của mình, và hướng dẫn cho cô chú chị cặn kẽ hơn, về là miễn phí. Âm thanh có bị bản quyền không? Âm thanh có bị bản quyền hay không á, thì mình có một cái cách để mà mình kiểm tra âm thanh có bản quyền hay không. Hoặc là khi mà mình sử dụng âm thanh bản quyền thông thường á, cô chú chị hay bị kênh Việt của mình hay chuyển sang gọi là tài khoản doanh nghiệp. Riêng đô thì cả nhà, riêng đô thì từ đầu tới cuối là đô không bao giờ đâu chuyển qua tài khoản doanh nghiệp, tại vì nó sẽ dính âm thanh bản quyền. Mà khi mà cô chú chị dính âm thanh bản quyền đi chăng nữa thì em chỉ cho cô chú chị một cách để mà lách âm thanh bản quyền đó như vậy. Khi mà cô chú chị mà bị âm thanh bản quyền á, tất cả những cái thắc mắc ở trong TikTok đô đều sẽ lách được luật hết, từ TikTok ra hết, không không có gì mà đó. Chẳng hạn giống như mình bị âm thanh bản quyền đi, chẳng hạn giống như cái âm thanh bản quyền mình đăng cái video này lên, mình âm thanh mình muốn chắc chắn âm thanh nó không bị bản quyền á, thì mình kiểm tra ở bên cấp kết, ở bên phần cấp kết này á, nó sẽ có một cái phần là kiểm tra âm thanh bản quyền. Ở đây nó sẽ có một cái là gọi là âm thanh bản quyền. Đây nó sẽ có cái phần là kiểm tra âm thanh bản quyền đó. Cái này nó sẽ có một cái phần kiểm tra âm thanh bản quyền. Mà khi mà cả nhà mình thích cái âm thanh đó rồi, nó thật sự mình thích cái âm thanh đó rồi, với lại cái âm thanh đó bao nhiêu người đăng mà không bị mà mình lại bị, thì tất là vấn đề là mình không biết cách lách luật của TikTok. Chẳng hạn như âm thanh bản quyền, khi mà mình đăng lên đây thì âm thanh bản quyền mình chọn như vậy đó. Chẳng hạn giống như cái video nãy đô mới vừa tải về đây đó, đô đã phản chiếu và sửa lại video của mình. Khi mà mình bị dính âm thanh bản quyền á, thì mình lựa chọn đại một cái âm thanh nào đó như vậy, nó rất là đơn giản. Sau khi đó rồi mình nhấn vô cái chữ cái nút âm âm lượng, mình tăng nó về lại 1% thôi, mình tăng nó về lại 1% thôi đó. Mình kéo cái âm thanh này lên, tăng nó tăng cái âm thanh của TikTok á về 1% thôi, thì cái video của mình không bao giờ mà bị vi phạm bản quyền hết á, tuyệt đối không bao giờ bị vi phạm âm thanh bản quyền đó. Gọi là cái mẹo để mà mình có thể lách luật của TikTok nó là như vậy. Nó còn có nhiều cái hay lắm, thì cô chú anh chị cứ tham gia vào nhóm cộng đồng KDB á, thì sau này tôi sẽ có một cái khóa đào tạo cho cô chú anh chị tham khảo, để mà hoàn toàn miễn phí hết, để mà cô chú anh chị xây kênh, hoặc là cần thì tôi sẽ nắm tay chỉ việc khi nào mà cho ra kết quả thì thôi. Đó, khi nào mà cho ra kết quả giống như một số kênh giống như là đô đang nói đây, chẳng hạn giống như kênh này anh Trần Hưng nè đó, anh Hưng Trần cũng là nhóm KDB ra kết quả, cũng giống như kênh của chị Hoa Nguyễn cũng ra kết quả đó. Tôi sẽ nắm tay chỉ việc cho từng người và không bao giờ bỏ rơi cô chú anh chị, cũng giống như
nhóm cộng đồng KDB, tổ cộng sự KDB sẽ hỗ trợ cho cô chú anh chị làm những banner giống như ở phía sau đô, ở những cái hình ảnh giống như ở phía sau đô, hoặc là những cái hình ảnh này của mình có thể là sử dụng hình ảnh này để mà làm ở trên kênh TikTok của mình bằng bằng cách là mình chạy nhạc. Nó cũng rất là hay khi mà mình sử dụng như hình thức đó. Rồi cô chú anh chị còn thắc mắc gì nữa hoặc là mình chưa hiểu ở đâu thì cứ comment lên, tôi sẽ trả lời hết cho cô chú chị ngay ngay lúc này để cô chú chị nắm bắt để làm ra một kết quả tốt hơn để hỗ trợ cho công việc của mình. Không không nhất thiết là phải cộng đồng KDB, nhưng mà cô chú chị làm về bên lĩnh vực nào cũng được. Riêng Đô Đô định hành tất cả các kênh TikTok và tất cả các chủ đề cho cô chú chị tham khảo và định hướng cho cô chú chị xây kênh theo mục đích riêng của cô chú chị. Sau này sẽ có một cái khóa mà chỉnh sửa ở trên sơ kết và ở trên cấp kết ở nhóm cộng đồng KDB, tôi sẽ hướng dẫn thêm. Thì tài lượng ở đây nó cũng ngoài cách làm phông nền ra còn cách khác không bị thu nhỏ vì video được không? À ok có nha. Nếu mà muốn đã hỏi vậy á thì tôi sẽ hướng tôi sẽ chia sẻ luôn. Có cách này. Đây, chẳng hạn giống như là cách này. Không muốn bị phông nền đúng không, nó vẫn mặc định nhưng mà được cái là video của mình lúc nào cũng to, không cần phải nằm ở trong cái khung khung đó. Thì thứ nhất cô chú anh chị tìm một cái video chẳng hạn giống như video này đô đã lưu về, cái điện thoại đô hầu như là tất cả video thôi chứ nè, cô chú anh chị nhớ nhìn thấy toàn là video thôi, nó không có gì mà video. Đây chẳng hạn đô lấy hình mẫu trước đây, tức là nó sẽ có một một số phông nền, gọi là sau đây nó sẽ có một số phông nền để cho mình lựa. Đây tôi đã làm sẵn một cái phông nền này đó, phông nền này là hoàn toàn không có âm thanh đó, cái phông nền là hoàn toàn không có âm thanh. Thì cô chú anh chị có thể bằng cách là sử dụng lớp phủ, à mình sử dụng lớp phủ, mình phủ cái lớp này lên được không đó. Cô chú anh chị mà không muốn phông phông nền của đó thì mình sử dụng lớp phủ, bắt đầu mình nhấn vào video mình banh cái to lên đó cho nó vừa khung video vừa cái khung nền luôn. Thì đó là một cách để mà lách luật của video bản quyền, nó sẽ không bao giờ, nó cho dù nó có bình luận ở trong đó hoặc là nó sẽ kiện cái video mình lên TikTok, mình cũng có thể bằng cách là mình kháng lại là video đó là video của mình. Cũng chẳng hạn giống như là chị này cũng giống như chị này đã kháng thành công một video từ ngày cách đây 2 bữa. Đây chị này, tôi đã hướng dẫn cho chị này kháng video này, này cái video này nó đang kiếm tiền được, cái nó bị bản quyền, cái tôi chỉ cho cái mẹo kháng rồi video đó nó được trả về đó. Thì tất cả các mẹo ở TikTok hay là những cái mà thắc mắc ở bên TikTok á, tôi đều giải đáp cho cả nhà để mà xây dựng được hết cái kênh của mình cho nó hoàn chỉnh. Thì cô chú như vậy có ba thắc mắc hay là không hiểu chỗ nào á thì cứ comment lên đây, tôi sẽ giải thích cho cô chú chị hiểu luôn. Cô chú chị mình còn ai không hiểu mà, nếu như mà không hiểu hoặc là không không tiện để mà cầm tay chỉ việc á thì cô chú chị có thể nhắn vào đường link ở trong khung chat, ban phụ sự gửi đường link vô khung khung chat cho giúp giúp đồ với để cho cả nhà mình có thể tham gia vào nhóm cộng đồng KDB và liên hệ với ban phụ sự để cho đồ hướng dẫn cầm tay chỉ việc cho cả nhà mình dễ hiểu xây một kênh, hoặc là muốn hỏi kênh về hỏi về làm chủ đề để mà xây dựng nhân hiệu là thương hiệu cho mình á thì đồ sẽ hướng dẫn cho cô chú chị cặn kẽ hơn. Rồi đồ xin được tắt chia sẻ cái màn hình điện thoại. Rồi cô chú anh chị thấy buổi Zoom mà chia sẻ cấp kết hôm nay có hay không ạ? Chia sẻ cấp kết này là mình thông thường mình hay đi ăn cắp video của người khác ạ. Đi ăn cắp video chuyện view của người khác về làm video của mình á. Và video đó thật sự là video đó là sẽ cắn rất là nhiều view. Nói chung là nó có cái mẹo của nó hết. Cho nên cả nhà mình xây kênh không ai mà làm ra được hết video.
Không ai mà làm ra hết được video mà một ngày từ 10 đến 50 video được, cho nên mình phải có một cái gọi là lương lẹo xíu, lách luật xíu để mà mình hoàn thiện cái kênh của mình tốt hơn. Hay quá mà không theo kịp. Hay quá mà không theo kịp. Không theo kịp thì vô cộng đồng KTV xem lại quy trình ở trong bộ quy trình là có ghi lại màn hình như chị Duy Pha nha. Một ngày đăng được mấy video tối đa anh? Một ngày mình có thể đăng được 8 video ở trên điện thoại của mình, và tiếp tiếp tục mình sẽ đăng ở bên, nhưng mà kênh mình bị phở lớp thì tiếp tục mình sẽ đăng ở bên máy tính của mình thêm 10 video nữa. Tổng cộng là 80 video. Cũng có một cách là mình đăng một ngày 30 video trong trong một ngày, bằng cách là mình chỉ cần hẹn giờ nó thôi. Cộng đồng link nào bạn ơi, bằng cách chia sẻ cái link nhóm vô trong đấy, bằng mình muốn đăng video một ngày mà 30 video á, thì mình chỉ cần hẹn giờ nó thôi, là mình đóng cửa mình đi chơi cũng được, cứ tới giờ cái nó đăng lên, tới giờ cái nó đăng lên, tới giờ nó đăng lên, bằng cách là đăng 30 video một ngày. Tất cả đều có mẹo, em sẽ hướng dẫn hết cho cả nhà mình khi mà tham gia vào cộng đồng KDB. Tôi sẽ cầm tay chỉ việc cho khi nào mà ra kết quả thì thôi. Vâng, cảm ơn Thành Phúc đã gửi lên nhóm đó. Lên nhóm đó là nhóm của cộng đồng KDB, cả nhà mình có thể tham gia vào cộng đồng KDB và liên hệ với ban phụng sự của nhóm KDB. Sẽ có những người hướng dẫn cầm tay chỉ việc cho cả nhà mình tham khảo thêm, và hoặc là định hình kênh của mình tốt hơn để mà hỗ trợ cho công việc của mình. Tôi xin kết thúc ở đây và trả lại mic cho MC. Xin cảm ơn cả nhà. Vâng, rất là tuyệt vời, biết ơn Vicker Phạm Đô rất là nhiều. Tối hôm nay đã chia sẻ rất nhiều giá trị thiết thực đến tất cả chúng ta, giúp cho chúng ta biết cách là thiết kế những video ngắn này, hay này, chuyên nghiệp này, để xây đa kênh và tăng lượng tương tác với khách hàng, dễ dàng tiếp cận khách hàng lạ. Video không chỉ là để giải trí đâu các anh chị ạ. Mà video còn giúp chúng ta là nhân viên hái ra tiền cho chúng ta nữa. Đúng hay rất đúng cả nhà. Cả nhà thấy buổi chia sẻ hôm nay có giá trị, có tuyệt vời không ạ? Vâng, anh thấy anh không có để là thầy đâu ơi, còn phần chia sẻ. Vâng, rất là tuyệt vời. Vậy thì các anh chị hãy gửi thật nhiều con số 6 yêu thương lên khung chat để gửi lời cảm ơn đến Bicker Đô Phạm của Phạm Đô của chúng ta đi ạ. Để chuyên gia có thể là dành nhiều thời gian hơn nữa chia sẻ cho cộng đồng những buổi hay hơn, chuyên sâu hơn nữa được không cả nhà? Và Trần Lam có thấy là ở bên khung chat là có đường link nhóm của cộng đồng GTP. Vậy thì các anh chị yên tâm một điều đó là trong buổi tối hôm nay, nếu như các anh chị học chưa kịp, theo chưa kịp, thì chúng ta hãy liên hệ với người chia sẻ cho mình vào buổi Zoom tối hôm nay để nhận video và xem lại và thực hành ra kết quả ngay và luôn các anh chị nhé. Đến với cộng đồng KTP á, thì không những Trần Lam mà tất cả các anh chị đều được nhận vô vàn kiến thức, và đặc biệt có đội nhóm yêu thương hỗ trợ giúp đỡ nhau học tập cùng nhau để phát triển. Rất là tuyệt vời ạ. Và thời lượng chương trình tiếp theo thì Trần Lam ban phụng sự sẽ dành cho tất cả các anh chị có thể là đặt câu hỏi hoặc là có cảm nhận trong buổi chia sẻ tối hôm nay. Anh chị nào thật sự thấy buổi chia sẻ hôm nay giá trị, chúng ta muốn cảm nhận thì hãy giơ bàn tay điện tử lên đi ạ. Hiện diện bằng tín nhiệm và tạo niềm tin, đúng không cả nhà? Vậy thì tối hôm nay anh chị học buổi Zoom này thấy ý nghĩa như thế nào? Chúng ta có một cái cảm nhận gì đối với cái buổi Zoom, để chúng ta sẽ những lần sau thì ban cùng sự sẽ là tổ chức những cái buổi Zoom hay hơn. Vâng, Trần Lan đã nhìn thấy cánh tay điện tử màu vàng của chị Thanh Phúc, và xin mời chị Thanh Phúc mở mic để giao lưu cùng với chuyên gia Phạm Đô Phạm ạ. Vâng, nhờ ban phụng sự có thể mở mic cho chị Thành Phúc ạ. Chị Thành Phúc ạ. Vâng, trước hết thì em xin cảm ơn tất cả các anh các chị ở trong ban tổ chức đã
chia sẻ một cái chương trình livestream rất là qua cái buổi học Zoom này rất là tuyệt vời và ý nghĩa. Vâng, thứ nhất là đem đến rất là nhiều giá trị cho tất cả các thành viên được tham dự trong chương trình ngày hôm nay. Thứ hai nữa là cho bản thân em và cũng như tất cả mọi người được học tập rất là nhiều và mở mang được rất là những cái vốn hiểu biết của mình. Và hy vọng rằng là qua cái buổi học ngày hôm nay thì bản thân em cũng sẽ áp dụng vào trong cuộc sống của mình rất là sẽ có hiệu quả. Và xin cảm ơn chương trình và ban tổ chức rất là nhiều ạ. Em xin hết ạ. Vâng, biết ơn chị Hạnh Phúc đã có một cái cảm nhận rất là tuyệt vời đúng không cả nhà? Vậy thì còn anh chị nào nữa thấy buổi Zoom tối hôm nay giá trị không ạ? Các anh chị có mong muốn là sau những cái buổi học như thế này chúng ta trở thành chuyên gia và đứng lên Zoom chia sẻ cho hàng trăm, hàng ngàn người giống như là Bích Cơ, Đô Phạm trong buổi tối hôm nay không ạ? Anh chị nào mong muốn thì hãy hiện diện đi ạ, hãy chia sẻ đi ạ, hãy cảm nhận đi ạ. Giơ bàn tay điện tử lên để MC mời lên cảm nhận trong chương trình tối hôm nay. Vâng. Có anh chị nào muốn đặt câu hỏi không ạ? Trong cái buổi Zoom mà chia sẻ về video này thì chúng ta có cho Trần Lan hỏi nhỏ cái ha. Có anh chị nào theo kịp không? Vâng, có anh Phong, rất là tuyệt vời. Xin mời anh Phong ạ. Xin mời anh Phong mở mic ạ. Rồi, Lam nghe rõ ông Lam ơi. Vâng, em nghe rõ rồi Trước ạ. tiên là Vâng. chào ông Lam Đồng Hương, với lại chào Vâng, tất nghe cả anh nghe chị giọng em, mà. chào tất Nghe cả giọng anh anh chị Phong là em biết Đồng Hương rồi. em Tuyệt vời trong phòng quá. Zoom nhé. Thì Vâng. thú thật thì cái mình cũng là một người cũng là làm video thì mình cũng làm phải 3 năm rồi. Nhưng mà những cái kiến thức bổ của thầy Đô hôm nay rất là quý giá, bởi vì mình cũng làm cắp cắt, mình cũng cắp cắt, mà thậm chí mình ở bên bên ở hệ thống Rocky của mình cũng là người đi đào tạo cắp cắt. Nhưng mà những cái kiến thức, nhưng mà cái kiến thức mà để mà xây kênh mà TikTok ấy, thì hôm nay cực kỳ, mình VB mình cũng biết các cái phần mà của Leonardo là mình cũng biết rồi, nhưng mà những cái kiến thức trước ấy nó mơ hồ, thì hôm nay thầy Đô lên chia sẻ thì nó mới minh bạch, nó mới rõ ràng hơn, thì mình sẽ có những cái định hướng chắc chắn là những cái video mình sau này xây dựng là nó hay hơn. Bởi vì lâu nay mình toàn xây dựng lấy cái hình ảnh của mình thôi, mình tự quay, tự đặt đặt điện thoại lên là quay, chứ còn cũng chưa bao giờ biết công nghệ AI, nhưng mà cũng sử dụng AI. Nhưng mà chắc chắn từ hôm nay mình sẽ sử dụng công nghệ AI, thì một cái cách quảng bá của hình ảnh rất là hay. Rất là cảm ơn thầy Đô chia sẻ, là và hy vọng sẽ tiếp tục tham gia những cái buổi học quý giá lần sau. Biết ơn ban tổ chức và cảm ơn anh chị em phụng sự, biết ơn mọi người rất nhiều. Vâng, biết ơn anh Phong rất là nhiều. Anh Phong là đồng hương cùng với Trần Lam quê ở Nghệ An các anh chị ạ. Và Trần Lam đã anh Phong đã tham gia vào nhóm của Trần Lam rất là lâu rồi, và Trần Lam cũng lan tỏa trong nhóm rất là nhiều chương trình. Nhưng hôm nay Lam rất là hạnh phúc, Lam nhìn thấy anh Phong ở trong Zoom, và sau khi Lam vừa lên MC xong thì anh Phong nói Lam là đồng hương cùng với anh đúng không ạ. Biết ơn nhân duyên là tối hôm nay anh tham gia vào Zoom cộng đồng KTV. Thì Trần Lam cũng có một mong muốn, đó là chúng ta sẽ cùng kết nối lan tỏa và cùng đủ nhân duyên để chúng ta đồng hành cùng với cộng đồng KTV để chúng ta cùng học tập, cùng phát triển hơn nữa anh nhé. Chúc anh luôn mạnh khỏe và luôn thành công trong công việc ạ, trong cuộc sống ạ. Rất là cảm ơn Lam, thì mình cũng là tham gia nhiều cộng đồng, nhưng mà vừa rồi là cũng là tham gia vào cái nhóm Zalo, nhưng mà thú thật là vừa rồi cái bên chỗ Gen Academy mình tham gia nhiều cái khóa đào tạo, thì sau đấy là rồi còn bên chỗ DCI nữa cũng rất là nhiều 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 chương trình. Nghĩa là nó hôm nay mình nhìn mới thấy cái xây dựng video ngắn triệu view, thì mình cũng được cái này là bằng mọi giá bỏ tất cả các chương trình khác để tham gia cái chương trình, bởi vì cái này nó cần hơn thời điểm này mình đang cần nhất. Mình bởi vì mình thì một chút xíu thì mình, nếu mà nói về bên chỗ học thì là mình tần số học bên ấy, thì mình là đường đời ba, mà sứ mệnh của mình đến với cuộc đời này để lan tỏa chia sẻ tới cộng đồng những cái giá trị tích cực, mà không bằng con đường này thì bằng con đường nào. Rất là cảm ơn thầy Đô và cảm ơn ban tổ chức. Vâng, rất là tuyệt vời anh ạ. Bây giờ kinh doanh mà chúng ta không biết làm video là thật sự lỗi thời. Kể cả bây giờ một em bé mà 7, 8 tuổi thôi cũng biết lên TikTok để làm video, và rất nhiều người hâm mộ luôn.
À, bản thân con gái của Lam là mới có 5 tuổi thôi mà có một cái TikTok riêng các anh chị ạ. À, khi mà mẹ tạo xong rồi thì chị ấy xin luôn cái TikTok đó và chị ấy diễn hàng ngày luôn, diễn hàng ngày trên đó và có lượt xem và đi đâu chị ấy cũng mang ra khoe. Đây là TikTok của con này, đây là video con quay này mà rất là chuyên nghiệp luôn. Đó, tuổi trẻ bây giờ đúng là tài năng. À, và chúng ta từng này tuổi rồi, 25, 30, 50, 60, thậm chí những U70 mà làm video rất là hay, rất là chuyên nghiệp. Chúng ta lướt TikTok thì chúng ta mới thấy rất là hâm mộ, đúng không ạ? Vậy thì chúng ta mà không biết làm video mà đang kinh doanh thì là quá lỗi thời, đúng không anh chị? Rất lỗi thời luôn. Đó, chỉ cần chúng ta mới đầu chúng ta xuất hiện một cách giản dị thôi, đơn giản thôi, mộc mạc thôi, nhưng cái video đó đủ để trao giá trị thì khách hàng theo dõi chúng ta rất là nhiều luôn đó. Và bây giờ thời đại công nghệ thì bình thường giống như anh Thông có nói là anh làm video mấy năm nay rồi nhưng mà anh cứ đặt điện thoại và xuất hiện mình là quay, đúng không ạ? Nhưng mà bây giờ được AI mình sẽ chọn được tất cả các nước và thậm chí những anh, những cù, những cô gái rất là đẹp, rất là xinh lên chia sẻ hay cho chúng ta đọc chạy chữ trên cấp cốc luôn, rất là chuyên nghiệp. Vậy thì buổi tối hôm nay là một buổi tối chia sẻ cho cộng đồng hoàn toàn miễn phí mà vô cùng giá trị các anh chị ạ. Ở ngoài kia mà chúng ta đi học thầy là phải tốn tiền triệu, tiền chục triệu để chúng ta học, nhưng tại cộng đồng KTP thì đồi phùng sự có đầy đủ tất cả các khóa học như là video này, xây kênh TikTok này, rồi thiết kế hình ảnh chuyên nghiệp này, rồi thần số học này, rồi làm như thế nào để xây dựng hệ thống bền vững này, cách tuyển sỉ này, cách ra đơn thần tốc này, vân vân và mây mây tại cộng đồng KTB. Tất cả các anh chị sẽ học được những kiến thức này mà ở ngoài kia không có. Đó. Vậy thì anh chị nào chưa vào nhóm cộng đồng KTB thì nhanh chóng nhấp vào đường link trên khung chat để tham gia vào cộng đồng KTB để cập nhật tất cả các buổi Zoom mà cộng đồng KTB chia sẻ để chúng ta cập nhật và được học ạ. Và đặc biệt là tối chủ nhật vào lúc 19:30 thì cộng đồng KTB cũng có một buổi chia sẻ cũng vô cùng đặc biệt dành cho tất cả các anh chị. Vậy thì các anh chị đừng bỏ lỡ cái buổi tối chủ nhật các anh chị nhé. Vì trong buổi tối chủ nhật sẽ có những phần quà tặng vô cùng hấp dẫn ở đằng sau. Những phần quà tặng hấp dẫn lắm các cô chú anh chị ạ. Và người ta thường nói sao ạ? Khi mà chúng ta vào đầu Zoom sớm thì chúng ta sẽ có những bức ảnh đẹp, mà chúng ta ở lại đến cuối Zoom thì chúng ta sẽ nhận được nhiều quà tặng. Đó là dành cho những ai mà tích cực, xung phong, khao khát thì mới vào sớm và ở lại cuối Zoom, giống như là 34 anh chị đang ngồi trong phòng Zoom, đúng không ạ? Các anh chị nói thấy Trần Lam nói đúng thì hãy thả tim lên đi ạ. Đúng hay rất đúng ạ? Vâng, rất là tuyệt vời đúng không ạ? Rất là đúng luôn. Đó, và một điều đặc biệt hơn nữa, khi chúng ta tham gia Zoom mà chúng ta hiện diện trước màn hình thì chúng ta sẽ nhìn thấy được rất nhiều người và cái nguồn năng lượng đó nó sẽ truyền, nó tràn đến trái tim của chúng ta. Còn nếu như anh chị vào mà anh chị tắt cam tối thui à thì Trần Lam không biết là đang ôm chồng ngủ hay là đang làm gì không biết nữa. Còn mà hiện diện như thế này này, như là anh Phong hay là tại anh Phường này hay tất cả các anh chị đang ngồi hiện diện như thế này, chúng ta sẽ nhìn thấy nhau. À, và sau buổi Zoom này chúng ta có thể nhớ tới nhau được không ạ? À, ví dụ như tối hôm nay anh Phong và chị Thanh Phúc lên chia sẻ, Trần Lam sẽ này, à có anh Phong với chị Thanh Phúc có vào Zoom hiện diện và nhớ hai tên anh chị đó ngay lập tức luôn đấy, và có thể là sau Zoom này sẽ gọi điện luôn cũng nên đó. Thấy không, cả nhà rất là tuyệt vời đúng không ạ? Vậy thì anh chị nào có một cái chia sẻ nào hay một câu hỏi nào muốn đặt đặt hỏi trong buổi Zoom tối hôm nay thì anh chị hãy mạnh dạn giơ bàn tay điện tử lên nhé, hoặc là chúng ta không tiền thì chúng ta cũng có thể là nhắn lên khung chat để gửi lời cảm ơn, biết ơn đến Bích Cơ, Đô Phạm của chúng ta trong buổi tối hôm nay ạ. Vì thời lượng chương trình cũng không còn cho phép nữa, cho nên còn 5 phút dành cho tất cả các anh chị ạ. Nếu như anh chị không còn câu hỏi thì chúng ta sẽ kết thúc Zoom và nghỉ sớm. Còn nếu anh chị đang mong muốn có câu hỏi hoặc là chia sẻ một cái cảm nhận nào đó thì ban tổ chức sẽ dành 5 phút cho tất cả các anh chị ạ. Làm này trước khi mọi người có ý kiến anh nói như này
Nếu như mà ai đã tham gia các cái cộng đồng lòng biết ơn hoặc là học về năng đoạn kim cương DCI thì cái bằng cái việc mà mọi người mở ra mở cam tham gia từ đầu đến cuối hành trình, tức là mọi người đang gieo một hạt giống hiện diện là hạt giống tốt. Còn nếu mọi người cứ tắt cam có nghĩa là mọi người vẫn đi gọi là phạm một cái hạt ở trong cái 10 hạt giống thiện nghiệp ấy, thì mọi người tự tìm hiểu đấy là một cái hạt, đấy là hạt xấu. Mà hạt xấu đã gieo hạt xấu thì đừng mong cái quả tốt nó ra. Thì mình rất là mong mọi người là mình mặc kêu cũng mới vào tham gia cái buổi Zoom ngày hôm nay thôi, nhưng mà mong rằng mọi người hãy gieo hạt giống hiện diện đến mức trường hợp có thể, trường hợp bất khả kháng thì mình mới tắt, còn không cứ gieo hạt giống hiện diện đi thế Vâng, thôi. rất là tuyệt vời anh Phong ạ. À. Và tại cộng đồng TTP thì Zoom mỗi sáng 5 giờ cũng đang thực hành 28 ngày thực hành lòng biết ơn anh ạ. À. Cho nên tất cả những anh chị nào mà đã tham gia vào cộng đồng TTP thì Lam chắc chắn một điều là tối hôm nay đều hiện diện và mở cam sáng rực luôn. Vì giống như anh Phong nói đó, chúng ta làm một cái việc gì đó tốt là chúng ta đang gieo một hạt thiện lành đúng không ạ? À, và tại cộng đồng KTB đó là kinh doanh tỉnh thức KTB. KTB là cái gì cả anh chị? Cả anh chị biết KTB là cái gì không ạ? À? Anh chị nào biết KTB là cái gì có thể nhắn lên khung chat cho Trần Lam được không ạ? À? Vâng, KTB là khởi tâm phúc kinh doanh tỉnh thức các anh chị ạ. À, rất là tuyệt vời. Bản thân Lam rất là hạnh phúc, Lam được đồng hành tại cộng đồng KTB, và hạnh phúc hơn nữa đó là được nằm trong ban phụng sự của cộng đồng KTB để được luôn luôn được gieo hạt những buổi Zoom chia sẻ cho tất cả cộng đồng. À, thật sự rất biết ơn. Một lần nữa thì Trần Lam xin gửi lời cảm ơn đến Bích Cơ, Đô Phạm và đến tất cả các anh chị có mặt trong buổi Zoom tối hôm nay. Chúng ta được học những cái giá trị mà ở bên ngoài kia chúng ta chưa được học, chúng ta được nhận vô vàn kiến thức mà tại cộng đồng KTP gieo hạt 100% miễn phí cho tất cả các anh chị. Và cộng đồng KTP thì cứ mỗi tuần như vậy là có 4 buổi Zoom các anh chị nhé. 4 buổi Zoom đó là 2 buổi Zoom gieo hạt và 2 buổi Zoom chia sẻ về cơ hội kinh doanh tốt nhất cho năm 2020.